Chào mừng các ông bố ba mẹ đã quay trở lại với channel của Nana Hong. Như các mẹ đã biết, DHA là một dưỡng chất rất quan trọng cho sự phát triển não bộ và thị lực ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, cũng giống như các loại dưỡng chất khác, trên thị trường có quá nhiều loại thực phẩm chức năng hỗ trợ bổ sung DHA khiến không ít mẹ băn khoăn khi chọn lựa cho con. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, Nana Hong sẽ review chi tiết những loại thực phẩm chức năng hỗ trợ bổ sung DHA đang có mặt tại các cửa hàng thuộc hệ thống của chúng mình. Hãy cùng bắt đầu video thôi nào! Đầu tiên, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về DHA và các công dụng chính của loại khoáng chất này nhé. DHA là một loại axit béo không no cần thiết thuộc nhóm omega 3, hỗ trợ về trí tuệ và võng mạc của trẻ. Ngoài ra, trong omega 3 còn chứa một thành phần axit béo khác là EPA, một chất được mệnh danh là thuốc thanh lọc máu, rất tốt cho tim mạch. DHA là thành phần chính trong cấu tạo của não bộ con người, chiếm từ 15-20% và võng mạc mắt chiếm 50-60%. Cũng chính vì thế, việc bổ sung DHA luôn được khuyến khích thực hiện để thúc đẩy quá trình phát triển toàn diện chức năng của não bộ và mắt ở trẻ nhỏ. Đối với người trưởng thành, DHA có tác dụng làm giảm cholesterol xấu trong máu, giảm nguy cơ bị xơ vữa động mạch và nhồi máu cơ tim. 3 năm đầu đời là giai đoạn não của trẻ hoàn thiện khoảng 80% cấu trúc chức năng so với người trưởng thành. Trong suốt quá trình này, omega 3 là một loại chất béo đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu bỏ qua giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, dù sau này bố mẹ có bổ sung thật nhiều thực phẩm có chứa DHA hay omega 3 với mong muốn bù đắp lại, thì não bộ của bé cũng sẽ khó có khả năng cải thiện về mặt cấu trúc. Bổ sung DHA cho bé thông qua thực phẩm chứa hàm lượng DHA cao là một cách làm tốt nhất. Tuy nhiên, việc bổ sung DHA cho trẻ thông qua thực phẩm ăn hàng ngày không phải là một điều đơn giản. Sẽ rất khó để cân đối được hàm lượng DHA cần thiết cho bé, đặc biệt là khi bé biếng ăn, chán ăn hay không thích ăn cá, hải sản. Đây cũng chính là lý do tại sao hiện nay nhiều bậc phụ huynh tìm đến các loại thực phẩm chức năng giúp bổ sung DHA, đảm bảo được hàm lượng DHA cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Ở phần 2 của video, như thường lệ, mình sẽ giới thiệu với các mẹ về những sản phẩm bổ sung DHA đang có mặt tại hệ thống siêu thị mẹ và bé Nana Hong để các mẹ có một sự lựa chọn phù hợp với bé và tài chính nhà mình nhé. DHA thì khác với canxi và vitamin D, có thể uống được cả vào buổi sáng và buổi tối. Bổ sung DHA cho bé vào buổi sáng sẽ giúp tăng khả năng hấp thu và chuyển hóa năng lượng, còn uống một liều lượng nhỏ vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp cho trẻ có một giấc ngủ ngon và sâu hơn. Sản phẩm đầu tiên Nana Hong muốn giới thiệu với các mẹ là DHA BioIsland đến từ Úc, dành cho các bé từ 7 tháng tuổi. Loại DHA này được bào chế dưới dạng viên nang mềm, được chiết xuất từ vi tảo có mùi tanh tự nhiên của dầu cá, giúp duy trì sự phát triển toàn diện và lành mạnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sản phẩm được đóng gói mỗi lọ 60 viên nang mềm hình con cá dễ thương. Mỗi viên sẽ cung cấp cho các bé 100mg DHA nguyên chất, giúp cho các bé phát triển toàn diện. Bé 7 tháng đến 6 tuổi bổ sung 1 viên, 7 đến 11 tuổi là 2 viên và từ 12 tuổi trở lên các mẹ bổ sung 3 viên mỗi ngày hoặc có thể tham khảo thêm liều lượng bác sĩ các mẹ nhé. Sản phẩm chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ thường dưới 30 độ C và có thể sử dụng chung với thức ăn của các bé. Ở đây mình đang có 2 sản phẩm bổ sung DHA đến từ nhãn hàng Healthy Care của Úc. Đây là DHA dạng viên nang mềm dành cho các bé từ 4 tháng tuổi, còn đây là kẹo dẻo gummy dành cho các bé từ 2 tuổi trở lên. Sản phẩm viên nang mềm bổ sung DHA được đóng gói dạng lọ 60 viên. Mỗi viên của sản phẩm có chứa 250mg dầu tảo nguyên chất với hàm lượng DHA lên tới 100mg. Sang đến kẹo dẻo gummy bổ sung omega 3, sản phẩm được đóng gói mỗi lọ 250 viên. Sản phẩm giúp bổ sung omega 3 chất lượng cao, hỗ trợ tối đa não bộ, võng mạc và hệ thần kinh của trẻ. Nếu như các mẹ gặp khó khăn trong việc bổ sung các thực phẩm DHA có mùi vị dầu cá tự nhiên cho con, thì Healthy Care chính là một trợ thủ đắc lực giúp giải quyết được vấn đề này. Viên nang mềm DHA với hương chanh sẽ giúp hạn chế được phần nào mùi vị tanh tự nhiên của dầu cá. Trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi sử dụng 1 viên, 7 đến 12 tuổi là 2 viên và bé trên 12 tuổi các mẹ bổ sung 3 viên mỗi ngày cho con nhé. Còn kẹo gummy thì sẽ có nhiều hương vị trái cây thơm ngon, chắc chắn sẽ giúp cho các bé thích thú khi sử dụng sản phẩm. Liều lượng được khuyến cáo là mỗi ngày chỉ sử dụng 4 viên. Vì là sản phẩm kẹo ngọt nên sẽ có đường để kích thích vị giác, nhưng hoàn toàn không chứa các chất tạo màu gây hại cho sức khỏe của các bé. Các mẹ cần theo dõi để bổ sung đúng cách cho con, tránh sử dụng quá liều dẫn đến thừa chất và ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng. Đây là sản phẩm DHA Naturehead đến từ Vương quốc Anh. Cá nhân mình thì rất thích bao bì của sản phẩm nhà Naturehead bởi sự bắt mắt và đáng yêu. Như ở video lần trước, mình có giới thiệu vitamin D3 của nhãn hàng này tới các mẹ đấy ạ.
DHA Natures với hàm lượng DHA và EPA khá cao, góp phần duy trì chức năng nhìn, phát triển trí tuệ cũng như ổn định hệ tim mạch của các bé. Hương vị chanh tự nhiên 100% không chứa đường hay gluten, đảm bảo không gây ra tình trạng thừa đường trong cơ thể cũng như dị ứng khi sử dụng. Sản phẩm với dung tích 50ml có ống bơm đi kèm ở phần nắp tiện dụng, dành cho các bé từ 3 tháng đến 5 tuổi. Mỗi ngày các mẹ chỉ cần sử dụng 1ml là đã bổ sung cho con 500mg omega 3, trong đó hàm lượng DHA chiếm 350mg và EPA là 100mg. Các mẹ nên lắc đều sản phẩm trước khi sử dụng và chỉ nên sử dụng trong vòng 4 tháng kể từ khi mở nắp thôi nhé. Sản phẩm thứ 5 trong video ngày hôm nay đó là DHA của hãng Natureway, khuyến khích dùng cho các bé từ 7 tháng tuổi. Sản phẩm giúp bổ sung DHA, EPA hỗ trợ phát triển trí não, tăng cường thị lực cho trẻ. Thiết kế nhỏ gọn với dung tích 20ml có ống bơm đi kèm tiện dụng, tương tự với các sản phẩm khác của hãng sẽ giúp cho các mẹ bổ sung dễ dàng cho con hơn. Bên trong mỗi ml của sản phẩm hỗ trợ bổ sung 463,88mg omega 3, trong đó DHA chiếm 200,5mg và EPA là 42mg. DHA Natureway có hương vị dầu cá tự nhiên, các mẹ có thể cho bé uống trực tiếp hoặc trộn với sữa, thức ăn hoặc nước trái cây. Sau khi mở nắp, các mẹ cần bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong vòng 40 ngày thôi nhé. Liều lượng sử dụng thì đối với các bé từ 0 đến 6 tháng, các mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Bé từ 7 tháng đến 1 tuổi sử dụng mỗi ngày 0,5ml, 1 đến 2 tuổi là 1ml và từ 2 tuổi trở lên, dựa theo chế độ ăn uống hàng ngày của con, các mẹ bổ sung 1 đến 2ml tùy theo nhu cầu. Ở đây thì chúng mình đang có sản phẩm siro omega 3 đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng tại Pháp, đó chính là Pediakid. Siro Pediakid omega 3 với dung tích 125ml được khuyến khích dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Trong 10ml, sản phẩm sẽ bổ sung 100mg DHA và 14,6mg EPA cùng các loại vitamin cần thiết như A, C, D, E và các khoáng chất như magie và phốt pho, giúp duy trì hoạt động nhận thức cũng như tăng cường hấp thu, chuyển hóa năng lượng của trẻ. Có thể nói đây là một sản phẩm hỗ trợ bồi bổ cơ thể rất tốt cho các bé. Hương vị chanh cola thơm ngon chắc chắn sẽ giúp cho các bé thích thú khi bổ sung. Dưới 5 tuổi sử dụng 5ml mỗi ngày sau khi ăn, còn trên 5 tuổi là 5-10ml tùy theo nhu cầu. Sau khi mở nắp, các mẹ chỉ nên cho bé sử dụng trong vòng 30 ngày và bảo quản kín trong ngăn mát tủ lạnh để tránh ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm nhé. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng trong video hôm nay của chúng mình, kẹo dẻo Nutritor Omega 3 dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Tại Việt Nam thì thương hiệu này đang ngày càng nhận được sự yêu thích của rất nhiều khách hàng bởi sự tiện dụng và ngon miệng có trong các sản phẩm kẹo bổ sung của mình. Kẹo dẻo Nutritor Omega 3 với thiết kế bao bì dễ thương, đóng gói 220 viên, hương vị trái cây thơm ngon, chắc chắn các bạn nhỏ sẽ rất thích. Mỗi viên kẹo bổ sung 50mg Omega 3 cùng nhiều loại vitamin bổ dưỡng giúp hỗ trợ ăn ngon và nâng cao đề kháng hiệu quả. Sản phẩm cũng không chứa gluten, chất tạo màu hay thành phần hóa học, tuyệt đối đảm bảo an toàn sức khỏe với các bé. Sau khi mở nắp, các mẹ nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Trẻ từ 2 đến 3 tuổi sử dụng 1 viên, còn từ 4 tuổi trở lên thì sử dụng 2 viên mỗi ngày các mẹ nhé. Và vừa rồi, Nana How đã giới thiệu với các mẹ về 7 loại sản phẩm bổ sung DHA đang có mặt tại hệ thống cửa hàng của chúng mình. Các mẹ muốn Nana review sản phẩm nào tiếp theo có thể để lại comment ngay dưới này cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like video và subscribe cho channel của Nana How. Chúng mình sẽ trở lại trong nhiều video khác nữa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.